Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu hôm nay, ngày 19 tháng 2 năm 2024 trên kênh Phunro TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay, ngày 19 tháng 2, duy trì đà tăng cao và đạt mốc 87.500 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, cộng đồng hồ tiêu quốc tế chốt giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia ở mức giá là 3.906 đồng trên tấn, trong khi đó giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia có mức giá là 6.159 USD trên tấn. Trong phiên này, cộng đồng hồ tiêu quốc tế vẫn niêm yết giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil với mức giá là 4.050 USD trên tấn, sau khi tăng 300 USD trên tấn. Còn tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu vẫn đi ngang ở mức là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 gram trên lít và 550 gram trên lít trong phiên này duy trì ổn định ở mức giá là 3.900 USD trên tấn và 4.000 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam là 5.700 USD trên tấn. Giá tiêu xuất khẩu có xu hướng tích cực trong tuần này và dự báo giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng. Thưa các bạn, trong tuần qua giá tiêu xô trong nước cũng ghi nhận tăng liên tục. Tính chung cả tuần thì tăng được 2.500 đồng tới 3.000 đồng trên 1 kg. Hiện nay, các địa phương đang bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu. Trái với dự báo giá sẽ giảm nhẹ, nhưng giá tiêu đầu vụ đang tiếp tục tăng. Trước đó, bàn về kịch bản tăng giá trong năm nay, nhiều chuyên gia nhận định có hai thời điểm rơi vào giai đoạn cuối năm 2023 hay tháng 2 của năm 2024. Khi bước vào vụ thu hoạch, nếu khách ngoại mua khi Việt Nam vào vụ thu hoạch, thì giá hồ tiêu sẽ tăng mạnh ngay thời điểm thu hoạch. Như vậy, kịch bản tăng giá như năm 2021 rất có thể lặp lại. Theo Cục xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương, năm 2024, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đã làm giảm năng suất của những người trồng hồ tiêu lớn như ở Brazil, Việt Nam. Thời gian qua, giá hồ tiêu tại thị trường nội địa tăng do nguồn cung hạn chế. Thưa các bạn, còn về tình hình giá hồ tiêu trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ ghi nhận giá tiêu xô trong nước thu mua trong khoảng 85.000 đồng tới 87.500 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, ghi nhận sáng nay giá hồ tiêu vẫn đang được thu mua quanh mức giá là 87.000 đồng tới 87.500 đồng 1 kg. Trong khi đó tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu được thu mua đầu giá là 85.000 đồng 1 kg. Mức giá này cũng ghi nhận tại tỉnh Kon Tum. Giá tiêu tại tỉnh Phú Yên sáng nay ghi nhận quanh mức giá là 85.100 đồng 1 kg. Trong khi tại tỉnh Lâm Đồng, giá hồ tiêu thu mua quanh mức 86.000 đồng 1 kg. Mức giá 86.500 đồng 1 kg được ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong khi tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu là 87.500 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 86.000 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây Gia vị Việt Nam, lượng tồn kho hạt tiêu năm 2023 chuyển sang năm 2024 sẽ thấp nhất trong nhiều năm qua. Vụ tiêu năm nay được dự báo sản lượng giảm khoảng 10-15%, ước đạt 160.000 tới 165.000 tấn. Giá tiêu hiện đang tăng cao và là tín hiệu vui cho bà con nông tiêu khi bước vào vụ thu hoạch mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu hôm nay, ngày 19 tháng 2 trên kênh Phunro TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.